Thế tiền rồi. Từ đây đến cuối tháng một con được vài chục đồng ý. Làm răng đây. Hello. Vậy là các bạn có đoán được là chủ đề hôm nay liên quan tới gì rồi chưa? Đó là liên quan tới tiền đó, cho nên trong video này mình muốn chia sẻ về cái chủ đề là làm thế nào để mà các bạn có thể dự toán đưa lên cái kế hoạch cho mình về cái việc chi tiêu của cuộc sống tại Canada. Và không những thế thì trong video này mình còn giới thiệu và chia sẻ về cách làm sao mà các bạn có thể tiết kiệm được chi phí trong cái tháng đầu tiên khi mà mới bước sang Canada này. Nên để ngăn đây rồi thì các bạn còn chần chừ gì nữa mà chưa đăng ký kênh YouTube của mình, nhớ nhấn nút đăng ký và luôn tiện nhấn ngay cái nút thông báo ngay bên cạnh để mà theo dõi các thông tin ở những video về sau. Và để bắt đầu chia sẻ cho các thông tin liên quan tới các khoản chi phí này thì mình sẽ chia sẻ qua hai mảng. Thứ nhất là cái mảng về các chi phí cố định và không cố định cho các sống du học tại Canada, và thứ hai là cái mảng mà về làm sao để mà các bạn có thể tiết kiệm được chi phí trong cái tháng đầu tiên bước sang Canada này. Và thứ nhất về các chi phí tại Canada, về các chi phí cố định thì các bạn cũng biết đó là sẽ liên quan tới học phí nè, tiền sách vở tài liệu, rồi tiền thuê nhà, tiền ăn uống, đi lại, tiền điện thoại, internet. Và trong các chi phí cố định này á, mình có một cái trải nghiệm cũng như là cả hỏi qua cái thông tin bạn bè thì chi phí thuê nhà thường là dao động từ 300 đến 1.200, rồi chi phí ăn uống khoảng từ 100 đến 600, rồi chi phí đi lại khoảng từ 120 cho tới 500-600 đô, hoặc là đến chi phí điện thoại internet thì khoảng tầm 25 đến 40 đô. Những cái khoản này thì mình đề cập từ minimum tới maximum, cho nên là các bạn có thể tùy theo cái tính toán đó mà linh hoạt đưa ra cái dự toán cho mình. Đặc biệt ở đây là có cái chi phí thuê nhà là đắt đỏ nhất, cho nên các bạn những ai mà đã có người thân ở đây rồi thì rất là thuận lợi, nhưng mà nếu không có người thân thì có thể tiết kiệm bằng cách là share phòng với bạn bè của mình, hoặc là thuê nguyên một căn hộ bao gồm khoảng vài phòng ngủ và mọi người cùng góp lại với nhau. Rồi thứ nữa là đến chi phí không cố định, gọi là chi phí có thể biến đổi mà mình không thể lường trước được, ví dụ như là chi phí thuốc men nè, chi phí mua áo quần, rồi chi phí networking, giao lưu gặp gỡ bạn bè, hoặc là chi phí đi du lịch. Trong này mình lưu ý tới cái chi phí thuốc men á, thì mọi người có thể hỏi là đã có bảo hiểm rồi thì còn lo gì. Nhưng mà chưa chắc đâu, vì bảo hiểm đôi khi chỉ là hỗ trợ cho mình khoảng 80%, còn lại 20% mình phải lo, hoặc là có một số bệnh thì họ chỉ là hỗ trợ cái khoản phí khám bệnh thôi, còn cái phí mà mua thuốc thì là phải lấy túi tiền từ mình ra đó. Còn nữa là mình có lưu ý về chi phí gọi là sao nhỉ, khẩn cấp. Trong cái trường hợp mà bất khả kháng á, thì mình cũng phải đề phòng, ví dụ như là nói những cái chuyện xui xẻo tất nhiên là không ai muốn gặp phải, ví dụ như là bị mất tiền, mất ví, hoặc là bị tai nạn, rồi bất thình lình tự nhiên có một cuộc gọi từ nhà là bảo nhà có việc khẩn cấp con về ngay, thì tất nhiên mình phải có cái việc cái phí dự phòng đó để mà đặt vé và về nhà ngay và luôn. Tới cái mảng tiếp theo là mình sẽ chia sẻ về cái việc làm sao mà các bạn có thể tiết kiệm được chi phí một cách hợp lý nhất trong cái tháng đầu tiên tại Canada này. Thứ nhất là về chi phí đồ ẩm, các bạn có thể đem theo gọi là nhiều đồ ẩm nhất có thể từ Việt Nam sang, vì mình như kinh nghiệm của mình thì mình thấy là đồ ẩm ở đây gọi là đồ hàng hiệu và đúng chất lượng thường là khá đắt, khoảng tầm 500 đô, đặc biệt là hàng của Canada Goose,
ẩm thì ẩm thực, nhưng mà lúc đó mình cũng cân nhắc là không biết là có nên mua cái đồ ẩm loại hàng như thế này hay không, vì cũng chưa chắc được là trong tương lai do biến đổi khí hậu hoặc là thời tiết ngày một ẩm lên thì mình có dùng nó được nữa hay hay là không. Cho nên là mình quyết định là không dùng cái khoản này vào đồ ẩm, và những cái đồ ẩm mà mình mang sang từ Việt Nam vẫn đủ ấm, đặc biệt là khi mà mình mang khoảng tầm 4-5 lớp áo, rồi khi mà trời lạnh quá thì mình tăng thêm một lớp áo nữa. Và đặc biệt là cái mùa đông vừa rồi á, là mình mang tối đa là 6 lớp thì mình vẫn gọi là sống sót qua mùa đông và vẫn không lạnh như thường. Liên quan tới việc sách vở tài liệu học tập á, thì mình cũng có một cách để mà tiết kiệm nhất này, là khi mà các bạn nhận được cái danh sách các cái tài liệu hay là cuốn sách tác giả mà các bạn cần cho cái ngành học hay môn học của mình, thì các bạn có thể ra thư viện của Toronto. Ở Toronto có một cái hệ thống thư viện cũng khá lớn, bao gồm hàng chục các chi nhánh khác nhau, và bạn có thể chọn bất kỳ tại một cái chi nhánh gần nơi bạn ở hoặc là gần trường của bạn để mà mượn. Trong trường hợp cuốn sách đó là hot quá hoặc là khó có hàng thì các bạn có thể đợi lâu khoảng tầm 5 ngày đến một tuần để các bạn có thể có được sách đó. Nhưng mà có một cách khác nữa thì bạn có thể nhờ bạn của mình mượn cùng một cuốn sách đó nhưng mà ở một chi nhánh khác để mà xem thử là có thể mượn được không. Và sau khi mượn được nó rồi thì các bạn có thể là renew, gọi là làm mượn lại cuốn sách đó một lần nữa, vì một lần mượn á, là được 3 tuần, chỉ được tối đa 3 tuần, cho nên mình phải renew liên tục cho đến khi nào không renew được nữa thì mình lại nhờ một người bạn khác mượn cuốn sách đó giúp mình. Đó là một cách để mà giúp mình gọi là tiết kiệm được sách học. Còn một cách nữa thì các bạn có thể tới cái bảng thông tin của trường á, rồi ghi chú là mình là ai đó, mình có số điện thoại này, mình đang cần cuốn sách một môn học này, có ai ở khóa trước rồi thì có nhu cầu bán lại thì hãy bán cho mình. Như vậy thì đáng gì mà bạn lại không có được cái cuốn sách mà với cái giá rẻ hơn cái giá ngoài nhà sách, giá ngoài thị trường. Thứ ba là liên quan tới các chi phí thể thao á, dành cho những bạn mà thích tập hoạt động thể dục thể thao, hoạt động ngoài trời, thì cách đầu tiên mà mình khuyên là đi bộ. Đặc biệt là những bạn mà có nhà cũng khá gần trường và muốn gọi là đi tập thể dục luôn tiện là để rèn luyện cơ thể luôn. Thứ nữa thì các bạn có thể đăng ký các cái phòng tập gym tại khuôn viên trường mình được với cái chi phí sinh viên rẻ hơn so với các phòng tập gym ở ngoài. Và thứ tư là cái chi phí đi du lịch. Đối với ai đó thì đi du lịch là như một cái khái niệm gọi là cũng cao xa, ví dụ như là phải đi tới được cái nơi gọi là địa điểm thu hút khách du lịch, đừng gọi là sáng chảnh sống ảo vân vân. Nhưng mà đối với mình thì có một cái khái niệm cũng khác, với mình du lịch là trải nghiệm và khám phá. Cho nên là khi mà lần đầu tiên đặt chân sang Canada thì mình sẽ khám phá downtown lần đầu tiên. Downtown là gọi là cái trung tâm thành phố và tập hợp đông dân cư, tập hợp nhiều cái tòa nhà hay là trụ sở hành chính ở đó. Cho nên là đi dạo quanh downtown, có ngày một mình đi bộ khoảng tầm 3-4 tiếng, có 5-6 tiếng chỉ để quan sát được cái nhịp sống xung quanh Toronto như thế nào và so sánh lại với các thành phố lớn tại đất nước mình ra sao, hoặc là quan sát cái văn hóa ứng xử giữa những người ở trên đường hoặc là trong công sở, hoặc là xem thử cả những ai mà gọi là người vô gia cư họ tồn tại trên cái thành phố này như thế nào. Thứ nữa là khi mà đi du lịch mà mình gọi là rẻ nhất á, thì đầu tiên là nên khám phá các cái bảo tàng xung quanh Toronto này, vì nó thường free cho những ai mà có thẻ sinh viên. Trong ngày thứ ba, thứ tư hay thứ năm á, các bạn chỉ cần lên Google rồi search Toronto Museums free for student thì nó sẽ list ra các danh sách các cái bảo tàng tại Toronto. Mà mình nghĩ đấy là một cái địa điểm tới cũng
cũng không kém phần thu hút khách du lịch, vì nó là có cái sự gọi là cái giá trị về văn hóa lịch sử rất lâu dài, và cái bảo tàng nào bảo tàng nấy á, to cho bả luôn. Nói tóm lại là khi các bạn đã có thông tin rồi thì bước tiếp theo chính là các bạn là những người sẽ từ lên kế hoạch cho bản thân để mà làm sao chi tiêu một cách hợp lý, tránh những cái chi tiêu không hợp lý và tiết kiệm, để rồi là không gặp phải những trường hợp như là hết tiền rồi. Cho nên là mình nghĩ, hy vọng mình nghĩ là cái video này sẽ rất là hữu ích cho những ai mà chuẩn bị bước sang Canada. Và các bạn hãy share lại cái video này với bạn bè và người thân để mà mọi người có cùng thông tin. Cố gắng, không phải cố gắng mà là nhớ đăng ký kênh của mình để theo dõi các thông tin tiếp theo nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Thank you.